Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có tới 59,8 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số lượng các doanh nghiệp quy mô lớn rút khỏi thị trường tăng cao, phản ánh sức chống chịu của các doanh nghiệp đã suy giảm bởi dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có những đề xuất nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Theo đó, đề xuất Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung thông tư số 01/2020 theo hướng cho phép cơ cấu nợ vay, giãn nợ đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2020 đến năm 2021, không chuyển nhóm nợ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Đồng thời đề xuất Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm từ 3 đến 5% lãi suất cho vay. Về thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính xây dựng trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép giảm 50% thuế VAT năm 2021. Đối với các doanh nghiệp trong ngành chịu ảnh hưởng nặng nề như hàng không, khách sạn, nhà hàng, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các địa phương giảm thuế VAT về 0% trong 6 tháng cho các doanh nghiệp vận tải, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các xe ô tô đăng ký mới.